Trong cái buổi hôm nay cũng như là cái buổi chia sẻ cuối cùng của chúng ta ở cái khóa mà 2014-2015, sau đó thì đến tháng 9, nếu mà chúng ta không có cái gì thay đổi, nếu mà nhân viên vẫn tiếp tục được thuận tiện thì chúng ta sẽ bắt đầu trở lại. Thì trong cái bữa hôm nay cũng là cái bữa thứ năm là chúng ta thực hành để nhận diện nó cũng. Tại vì nào nó là nhìn con, thế nào là hành, và có bao nhiêu cái hành. Đúng rồi, nói một cách dễ hiểu theo ngôn ngữ Việt. Sắc tư là gì? Đúng rồi. Khi người ta nói mình cứ là nặng là nhẹ, mình suy nghĩ về điều đó được gọi là gì? Hành tư. Mình gặp một cái người mà cái gương mặt họ có cái điểm gì đó về mình cứ nhớ hoài thì đó là gì? Sắc tư. Cái suy nghĩ về cái hình tướng đó được gọi là, suy nghĩ về cái lời nói đó được gọi là. Vậy chúng ta hiểu ha? Hành ở đây có nghĩa là gì? Những tư duy, những suy nghĩ về sáu trần. Như vậy mọi dòng suy nghĩ của chúng ta đều không ngoài sáu trần. Hoặc là chúng ta suy nghĩ về sắc, hoặc là chúng ta suy nghĩ về thanh, hương, vị, về xúc, về pháp. Ví dụ như mình nắm cái bàn tay một cái đứa trẻ, mình thấy nó mềm, nó cái sự xúc chạm của nó khả, nó dễ chịu quá. Rồi cái mình về mình suy nghĩ, mình nói ồ, mình kể với ai đó, nãy tôi gặp con của người đó, tôi nắm tay thấy dễ thương quá, nắm tay đứa nít thật là thấy thích chẳng hạn. Thì cái đó được gọi là gì? Xúc tư. Thì chúng ta rõ rồi ha. Rồi chúng ta suy nghĩ về những cái tư tưởng, những cái hình ảnh khởi lên trong nội tâm của mình. Chúng ta suy nghĩ về những cái tưởng, những cái tư duy, suy nghĩ về những cái suy nghĩ của mình nữa, thì đó gọi là pháp tư. Thì chúng ta rõ cái này ha. Rồi, có bao nhiêu loại cảm thọ? Ai nói sáu thọ? Giơ tay lên giùm con. Rồi, đúng rồi, sáu thọ đúng rồi. Rồi còn ai nói ba thọ? Đúng luôn. Rồi còn ai nói mấy thọ nữa? 36 thọ đúng không? Đúng không? Rồi còn mấy thọ nữa? Đúng rồi. Và ít nhất là mấy thọ? Đúng rồi. Thọ về thân và thọ về tâm. Chẳng hạn như khi chúng ta bị nhức cái răng, chúng ta nhức cái răng mà cái răng nó làm cho chúng ta nhức nhói đau đớn quá, thì chúng ta quán, chúng ta nói cái này là thân đau và tâm không đau. Thì như vậy chúng ta đã phân biệt được thọ về thân và đau. Nhưng thọ về tâm có đau không? Không đau. Như vậy lúc này là chúng ta nói về hai thọ, thọ về thân và thọ về tâm. Chúng ta nhớ chưa? Mọi người nhớ rồi ha. Như vậy ít nhất là hai thọ, và khi nói nhiều nhất là 108 thọ, và thông thường là 3 thọ, và khi nói về 6 căn thì có 6 thọ. Tại sao có 6 thọ? Do duyên con mắt, và do duyên sắc, và do duyên cái sự trổ biến sắc pháp đó, cho nên trong cái xúc đó thì sanh ra những cái cảm giác. Như vậy cái cảm giác đó được gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Do duyên lỗ tai âm thanh và có sự rõ biết âm thanh cho nên sanh ra cái cảm thọ. Thì cái cảm thọ đó được gọi là thọ sanh gì? Thọ do nhĩ xúc sanh. Như vậy là thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh. Rồi thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh. Thọ do thân xúc sanh và thọ do ý xúc sanh. Như vậy có tất cả là 6 thọ. Thành ra là tùy theo cái pháp môn mà chúng ta có những cái loại cảm thọ mình nói đến là khác nhau. Nhưng mà thông thường thì chúng ta phải nhớ là gì? 3 loại cảm thọ. Và trong sự tu tập thì chúng ta cần phải biết 2 loại cảm thọ. Thọ về thân và thọ về tâm. Để làm chi? Để chúng ta có thể tách mình ra khỏi những cảm thọ đó. Chẳng hạn như khi chúng ta đau đầu, chúng ta nhức đầu, chúng ta thầm quán là cái đầu nó nhức chứ cái tâm đâu có nhức, đúng không? Đúng không? Mà khi chúng ta không quán được như vậy thì đầu nhức, tâm nhức luôn. Tại vì chúng ta chỉ có được một khái niệm là ồ, nhức đầu quá.
Thì lúc đó là tâm của chúng ta nó đã hòa nhập vào trong cái thọ của cái đầu và chúng ta không biết nhận diện rõ thọ này là của cái đầu chứ không phải của cái tâm. Và như vậy thì cái đau của chúng ta nó càng nặng nề hơn. Chúng ta nói cái này ha. Khi chúng ta thấy trong người mình khó chịu quá thì chúng ta quán như thế nào? Thân khó chịu và tâm không khó chịu. Còn khi tâm khó chịu dính vô thì là cái gì? Khổ thọ. Khổ thọ thuộc về tâm sinh khởi. Như vậy nếu mà chúng ta không quán được thân khó chịu và tâm không khó chịu thì lúc này thân và tâm đều bị cái cảm giác đó thu hút vào, dính mắc vào và gọi là đồng hóa trong cái cảm giác đó. Và khi chúng ta quán được thân khó chịu và tâm không khó chịu thì chúng ta lúc này có một sự định tĩnh, tỉnh giác tách mình ra khỏi cảm giác. Chúng ta phân biệt hai cảm hội này chưa? Thành ra là trong cái sự tu tập là cái sự hành về quán cái chỗ là thân bệnh và tâm không bệnh là rất quan trọng. Để khi, để sau này khi chúng ta bệnh, đau bệnh hay là khi chúng ta sắp đến những giờ phút cuối trong cuộc sống của mình, chúng ta có đầy đủ những cái sự định tĩnh quán chiếu để đi ra khỏi. Và không thì chúng ta dính mắc ở trong đó rồi bị tha mái chi phối thì chúng ta sẽ trở nên sao? Điên đảo trong cái giờ phút cuối của mình. À, chúng ta rõ chỗ này ha. Thì như vậy đó là về thọ, về tưởng. Chúng ta có bao nhiêu tưởng? 6 tưởng. Tất nhiên là bóng dáng của 6 trần hiện khởi trong tâm mình nó được gọi là tưởng. Và tưởng nó gồm có tất cả là 6 tưởng. Khi chúng ta nhớ lại cái lời người đó nói mình một cách móc lò hoặc chì chiết, trong lúc này chúng ta có mấy tưởng? Đúng rồi. Chúng ta nhớ nha, thành ra khi nói tưởng chúng ta đừng nghĩ nó chỉ xuất hiện đơn thuần một tưởng dễ thương nào đó. Đôi khi nó tưởng chồng ở trong tưởng. Trong cái sự mà thực tập mà khi thực hành quen thì chúng ta sẽ thấy nhiều khi mà chúng ta ngồi niệm Phật chúng ta chỉ muốn tưởng đến một hình tượng Phật thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta khéo nhìn nhận diện kỹ niệm hơi á thì chúng ta thấy cái người á thực hành niệm Phật nhưng mà hơi là thất niệm, đúng không? Thì trước khi người này thất niệm, cái tưởng niệm Phật của người này đã bị biến chuyển, hoặc là tưởng niệm Phật đó có thêm một tưởng khác xuất hiện mà người này không nhận ra, hoặc là tưởng niệm Phật đó đã nằm ở trong trạng thái tâm mê không còn rõ ràng mà người này không nhận ra. Thì như vậy do những cái nguyên nhân là trạng thái tâm vô minh trong cái tưởng đó, hoặc là trạng thái tâm xuất hiện theo những tưởng khác mà người này không nhận ra. Tất nhiên là có thể hai tưởng hoặc ba tưởng một lúc mà người này không nhận ra, thành ra hơi trạng thái tâm đó bắt đầu sao? Thất niệm và phóng tâm. Cho nên cái việc niệm Phật đó nó trở nên là sao? Niệm trong mê. Nhiều khi vẫn vừa niệm Phật mà vừa tưởng, vừa nhớ, vừa suy nghĩ tùm lum hết, phải không? Thì như vậy đó được gọi là lúc đó không phải một tưởng niệm Phật nữa. Nếu mà chúng ta đạt được một tưởng niệm Phật thì đó được gọi là gì? Đúng rồi. Khi chúng ta không ở trong một tưởng niệm Phật mà chúng ta hai ba tưởng chen vào trong đó thì chúng ta đã là gì? Niệm Phật trong cái gì? Loạn tâm, mê tâm, hay chúng ta rõ ha. Thì như vậy là khi mà hồi nãy cháu đưa cái ví dụ là chúng ta nhớ cái lời của người nào đó nói mình, cái lời khó chịu hay cái lời dễ thương, thì trong đó chúng ta có bao nhiêu tưởng? Đúng rồi. À, chúng ta rõ chỗ này ha. Đại khái như vậy là thọ tưởng hành rồi. Bây giờ thức, chúng ta cần nhắc lại thức không? À, chị giải thích thêm. Thì chúng ta rõ thế này không? Nguyên nhân của thức sanh là gì? Do duyên căn trần gặp nhau mà sanh ra thức. Thế nào là nhãn thức? Sự rõ biết cái cảnh sắc. Bây giờ chúng ta đang rõ biết cảnh sắc ở đây, đúng không? Cái này chúng ta thường hay bảo là gì? Thấy, hay là sự thấy, cái thấy, tánh thấy gì đó, đều là gì? Thấy, đúng không? Và cái đó được gọi là gì? Là sự rõ biết sắc cảnh, sắc trần, đúng không? Có phải chúng ta đang rõ biết cái cảnh ở đây không? Sự rõ biết đó là nhãn thức. Bây giờ chúng ta đang rõ biết âm thanh của cháu không? Và nếu mà xung quanh có cái tiếng động, có cái lập tập đó, chúng ta cũng rõ biết luôn, đúng không? Đó là gì? Đúng rồi.
sự rõ biết đó là thức và thức đó là nhĩ thức. Khi mà chúng ta có một cái mùi hương nó sanh khởi thì chúng ta sanh khởi sự rõ biết cái mùi hương đó, đúng không? Sự rõ biết đó là tỷ thức. Khi cái lưỡi mà xúc chạm với lại cái thức ăn hay là cái nước miếng hay là cái nước uống gì đó, chúng ta rõ biết cái vị đó được gọi là thiệt thức. Khi thân chúng ta ngồi, mong chúng ta xúc chạm với ghế, chúng ta rõ biết phải không? Sự rõ biết đó là thân thức, rõ biết mà. Rõ biết cái sự xúc chạm với mông với lại ghế. Sự rõ biết đó là thân thức. Bây giờ trong nội tâm của mình đang rõ biết nội tâm của mình là đang lắng dịu, dễ chịu thì khó chịu gì, đúng không? Sự rõ biết đó là ý thức. Chúng ta nhận diện rõ pháp rồi ha. Và con người của mình hàng ngày đó, hàng ngày mình sống, mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình thương, mình ghét, tất cả những điều đó chính là sự vận hành, sự hoạt động của năm uẩn mà thôi. Nó là sự thể hiện là năm uẩn đi, đứng, nói, cười và thương ghét thôi. Chúng ta cần phải nhận ra nó là vì sao? Là vì cái thân con người này của chúng ta nó được sanh khởi là do cái tâm si mê chấp thủ đối với lại sắc thọ tưởng hình thức, nó mới sanh ra cái thân chúng ta ngồi đây. Thành ra mọi cái sự vận hành hoạt động của chúng ta chính là sự vận hành hoạt động của năm uẩn. Thành ra chúng ta cần phải nhận diện được năm uẩn. Tất nhiên là chúng ta nhận diện được bản thân mình, tất nhiên là chúng ta hiểu được con người của mình, và từ đó chúng ta mới có con đường là đi đến cái chỗ là gì? Đúng rồi, có thể là từ từ, nhưng mà để mà có cái trí về tự thân mình trước đi thì phải là trí quán sát về năm uẩn. Và từ đây chúng ta mới có cái trí sáng hơn nữa, nó là con đường đưa đến cái sự gì? Thoát khỏi luân hồi sinh tử. Mà muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử thì phải hiểu mình, không hiểu mình làm sao mà thoát được. Có nhiều vị ngồi trong đây nói là tôi đâu cần giải thoát, là tôi chỉ cần thật sự là muốn tìm hiểu năm uẩn chơi chơi chứ thôi. Chưa hẳn là đã có ý giải thoát thì cũng đã tốt rồi. Chúng ta cứ nuôi dưỡng trước cái tâm tìm hiểu ngũ uẩn, và tìm hiểu ngũ uẩn là chúng ta tìm hiểu chính mình. Mà khi chúng ta chưa hiểu chính mình thì chúng ta làm cái gì cũng là làm ở trong cái chỗ là mơ hồ. Mà khi chúng ta đã hiểu được chính mình thì chúng ta làm cái gì cũng là làm ở trong cái chỗ là trí tuệ rõ biết. À, con mời chúng ta lại cùng nghe tiếng chuông, thực hành 3 phút an tịnh, quay về với hơi thở trong sự tỉnh giác. Và trong cái sự quay về này, chúng ta nhận năm uẩn được thì tốt, không nhận năm uẩn được thì chúng ta thực hành cái gì trong lúc này, sau 3 phút đó con mời chúng ta trình bày trở lại. Và chúng ta cần phải rõ biết là trong 3 phút này chúng ta làm cái gì nha. Từ tâm ý của chúng ta quan sát cái gì, để ý cái gì, ở trong cái gì, chúng ta cần phải rõ biết. Và nhờ biết như vậy thì chúng ta mới biết được con người của mình. À, con mời chúng ta thực hành sau khi nghe tiếng chuông 3 phút. Con mời chúng ta cùng chia sẻ trở lại 3 phút giây đầu chúng ta như thế nào? Cô được không? Thở vào thì mình theo dõi mình thở, cái bụng mình phải như thế. Và khi mình thở ra thì mình phải chậm, mình đeo ra cái bụng mình hỏi cô. Tuy nhiên là cái lúc đầu là cô ngồi thì cô nghĩ là hôm nay mình vắng mặt, thành ra bây giờ hơi khó không? Hơi bơi. Nhưng mà cái câu cái gì mình nói bây giờ mình thì mình theo hơi thở, và khi mình thở ra trước là chậm.
Dạ, đúng không? Cháu ghi đúng ý của cô không? Tuy là cô vấn nhưng mà cháu nghĩ cô có thể xem kịp đó. Không, cũng không có gì đâu. Bây giờ mình xem xét lại vấn đề thì cô sẽ nhận diện được thôi ha. Tuy nhiên là sau khi nghe tiếng chuông thì cô có suy nghĩ đó đúng không? Vậy lúc đó cô có ý hành trong đầu không? Cái gì là hành lúc này? Cái suy nghĩ mà sau khi nghe tiếng chuông cô suy nghĩ hồ cũng là nhận diện. Thành ra không có học mấy cái buổi nhận diện trong buổi hình ra giờ hơi khó, đúng hay không? Cái suy nghĩ đó trong đầu của chúng ta được gọi là gì? Hành. Đó là nói thầm đó, nhớ không? Và sự nói thầm đó chính là ý hành. Sau đó thì cô quay về trong hơi thở và cố thở sâu vào bụng hình ra, đúng không? Lúc này cô có tưởng không? Tưởng gì lúc này? Tưởng như thế nào lúc này? Sắc tưởng và pháp tưởng ở trong đây. Cô đang ngồi nhưng mà thực sự ra cái áo cô che cái bụng cô đâu có thấy, đúng không? Là hình ảnh cái bụng ở bên trong hiện ra. Cô đỏ ha? Cô để tay ở đây và cái tâm cô có cái sự rõ biết ra nữa đúng không? Có cái xúc tưởng về cái bàn tay của cô. Rồi, như vậy lúc đó là cái tưởng là về cái gì? Thứ nhất tưởng về hơi thở của cô. Hơi thở sâu xuống ở dưới cái hình ảnh đó là tưởng chúng ta rõ ha. Và nếu mà cô có cái hình ảnh cái bụng bên ngoài là sắc tưởng nữa. À, nhưng mà cái tay cô để cái sự xúc chạm đó cô có nhìn xuống hay không, hay là cô chỉ rõ biết nó thôi? Chỉ rõ biết nó thôi thì cái đó là có xúc tưởng. Thì chúng ta rõ ha, tại vì cô để hai cái tay của cô bắt vào nhau như thế này, nhưng cô không có nhìn nó, nhưng mà trong tâm cô vẫn thấy cái hình ảnh đó hiện ra đúng hay không? Cũng có cái xúc tưởng. À, rồi bây giờ lúc này thức như thế nào? Như vậy là còn có thức gì nữa lúc này? Thân thức là cái sự rõ biết sự xúc chạm với hai cái tay với nhau đó. À, rồi còn có thức gì nữa? Thức gì mà rõ biết hơi thở màu ra? Đúng rồi, đó là ý thức. À, chúng ta nhận diện rõ pháp ha. Như vậy lúc này cô có thọ không? Lúc này hả? Cái lúc hồi nãy vừa rồi á. Chắc là cũng có. Đúng rồi, thọ khởi, thức khởi. Hãy thọ khởi, thức khởi. Có thọ, nhưng mà mình cố ý mình đem cái thọ vào. Tại vì mình nhớ đến mấy cái câu, 80 câu thiền của thầy Nhật Hạnh. Thở vào tâm an tịnh, thở ra bị biển tươi. Như vậy là lúc đó cô có thực hành cái câu đó của thầy Nhật Hạnh hả? Có. Có không? Có nhắc lại trong đầu mình không? Cái sự nhắc lại đó là gì? Đó là hành. Hành này có tưởng không? Có không? Tưởng nó như thế nào? Nói đi. Lời nói nó ra sao? Cô đọc lại câu của thầy Nhất Hạnh đi. Thở vào yên tĩnh lặng, thở ra mỉm cười. Tưởng lúc này là gì? Cái hình ảnh của cái chữ đó. Hình ảnh của cái chữ đó. Thở vào tâm tĩnh lặng. Phải hình ảnh đó hiện ra không? Tùy trường hợp, nếu người đó đã từng nghe âm thanh lời nói của thầy Nhất Hạnh và còn vang vọng tâm mình thì lúc đó mới là thanh tưởng. Mà bây giờ chỉ nhớ cái ý và cái chữ hiện ra thì lúc này là gì? Sắc tưởng. Cái chữ hiện ra mà thở THE đúng không? Thì đó là gì? Sắc tưởng. Đã chúng ta rõ hay không? Như vậy là khi cô nhớ thêm cái đó nữa là cô lại có cái hành khác nữa và cô lại có cái tưởng khác hiện khởi nữa. Như vậy cần phải tập nhận diện rõ cái đời tâm của mình là như vậy. Chỉ trong 3 phút mà mình có nó vận hành và nó hoạt động cái gì. Nếu mình không hiểu được nó làm sao mình hiểu được mình đây. Hàng ngày mình đi đứng, mình nói, mình cười, mình giao, mình tiếc, mình vui, mình buồn. Nhưng nếu mình không hiểu được những điều đó thì toàn là gì? Tập khí và tâm mê. Thành ra phải hiểu được nó thì mới thấy được mình. Khi mà nhớ lại câu nói đó của thầy Nhất Hạnh, còn có thể có thêm tưởng gì nữa? Thầy Nhất Hạnh. Cô nói lúc đó có thể có, nhưng bây giờ cũng có một số người có tưởng mình thành Nhất Hạnh đúng không? Do là đó có mọi người gieo vô. Chúng ta cũng phải nhận ra. Thì lúc đó có thể cô có, hoặc là có thể cô không có, mà chỉ là thuần là cô nhớ về cái câu đó thôi. Nhưng mà cái pháp nó hiện khởi như thế nào phải được mình rõ biết.
Cái đó là pháp tưởng, nhưng pháp tưởng này có gì? Sắc tưởng ở trong nó nữa. Thành ra cái nội tâm này nè, nó hoạt động rất rất là vi tế. Trong một tưởng, lúc này lúc đó không phải chỉ thuần là một tưởng, mà còn thêm hai tưởng, ba tưởng. À, chúng ta cần phải nhớ, lúc đó mà nhớ thêm lời nói này lại là có thanh tưởng nữa. Thế cái nội tâm của mình nó hoạt động vi tế không? Thành ra cần phải nhìn nhận nó là như vậy đó. Và con hỏi lại cái câu hồi nãy, là lúc đó cô có thọ không? Thân thọ như thế nào? Rồi bây giờ cũng hỏi chung mọi người là trong cái việc theo dõi về cái hơi thở hồi nãy chúng ta có thọ không? Có thọ. Thọ của mỗi người sẽ khác nhau đó. Vậy người nào vui lòng chia sẻ giùm con thọ hồi nãy của mình là gì đi? Hồi nãy chị cái thọ thì không làm. Chính thức thọ đó là gì? Thì chưa nói rõ được lắm được, nhưng mà lời nói hoàn toàn chính xác nha. Mà tại vì em muốn hỏi chính xác hơn chút xíu nữa, cô chị giải thích được không? Rồi, chú. Mắt nhìn thẳng á, bao quát là 180 độ, nhưng mà nhìn cái mờ mờ thì cũng vẫn lắm. Nhưng mà trong cái tâm thì cái hơi thở nó lên xuống, còn không có nghĩ gì hết. Ừ. Thì có cái đó gọi là cái tò. Chú trả lời cho cháu là chú thấy hơi thở lên xuống hay là chú rõ biết hơi thở lên xuống? Trong khi mà chúng ta đang nói là quay về theo dõi hơi thở mà chúng ta con mắt nhìn xuống như vậy, và chúng ta chỉ thuần là thấy hình ảnh hơi thở lên xuống, chỉ thuần như vậy thôi nha, thì lúc này là chúng ta rơi vào ở trong tưởng. Mà tùy theo cái chữ thấy, nếu trong khi ngồi tập thực hành mà chúng ta thấy hơi thở đang lên xuống trước mặt mình là chúng ta đã thở trong tưởng. Chúng ta có thể dùng chữ thấy cũng được, nhưng mà chúng ta nói là thấy rõ hơi thở đang vào ra bên trong này, thì cái đó là thức. Sự rõ biết đó là thức. Mà chỉ thường là thấy cái hơi thở không mà chúng ta rơi vào trong tưởng. Thật ra nhiều khi ngồi thiền vậy chỉ mà ở trong tưởng không à. Ở trong thức rất là ít. Chỉ khi nào nhận biệt, phân biệt, tỉnh giác được trong từng giây phút thì khi đó chúng ta mới thức. Còn bằng không là chúng ta ở trong tâm mê tưởng. Để chúng ta nói thế này ha. Để đối trị cái tưởng đó, thứ nhất cần phải xác định là hơi thở ở phía bên trong mình, chứ đâu ngay trước mặt. Mà thấy ở trước mặt tất nhiên đã là tưởng. Điều thứ nhất, điều thứ hai là để đối trị cái trạng thái rơi vào trong cái tưởng. Ở về hơi thở, chúng ta thực hành cái ý, cái sự tỉnh giác ở con mắt, nhãn thức nhìn trước mặt trong sáng rõ ràng. Nếu bất cứ cái hình ảnh nào khởi ra phía trước mặt mình thì đó biết đó là tưởng, mà đó là trạng thái tâm không có tỉnh giác, thì lập tức là mình thực hành sự tỉnh giác thân và tâm. Thì như vậy cho nên con thường hay khuyên chúng ta, những người mới tu tập á, khi chưa đạt được cái thành tựu cái trí về năm uẩn rõ ràng thì trong khi thiền nên mở mắt. Tại vì khi mà chúng ta nhắm mắt như vậy thì chỉ cần vài giây sau thôi là chúng ta đã rơi vào trong tưởng rồi. Cho nên đối với cái người mới tu, trạng thái tâm si chưa có phá sạch, trạng thái vô minh chưa có nhận ra thì cần phải mở mắt. Cần phải mở mắt trước để chi? Đầu tiên hết là đối trị với trạng thái tâm si và vô minh của mình. Khi nào mà con mắt chúng ta trở nên lờ đờ, nhìn không rõ, gọi là hơi mờ mờ, có những cái sáng trắng hiện ra làm cho không rõ ràng trước mặt, lập tức biết đó là vô minh, là si mê, là không tỉnh giác. Chúng ta phải trấn tĩnh lại mình để cho con mắt của mình nhìn rõ ràng, tỉnh giác trong ngoài như vậy. Thành ra cái người mới vô hành thiền mà nhắm mắt thì đi chơi nhiều lắm, đi dạo cảnh nhiều lắm. Cho nên mới hành thiền cần phải xác định là tôi còn vô minh, tôi còn tâm si. Thì khi hành thiền tôi sẽ không nên nhắm mắt. Tại vì nhắm mắt là chúng ta lọt vào tưởng. Và khi lọt vào tưởng rồi thì những cái trạng thái vô minh là ngà lờ đờ, hơi mập mờ chúng ta không phát hiện được. Tại vì sao? Trong trạng thái vô minh gọi là mập mờ, không tỉnh hoàn toàn thì chúng ta vẫn có ý thức, chúng ta vẫn biết. Cho nên là chúng ta nghĩ là tôi tỉnh, tôi biết mà, lúc đó tôi nhắm mắt tôi biết, chứ đâu phải là tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy vậy, tôi thấy khác, nhưng mà chúng ta không biết rằng là chúng ta lúc đó là sao.
rơi vào trạng thái tâm mê mà mê nhẹ chứ không phải mê sâu, thành ra là phải mở mắt lưu động. Ví dụ như con bắt đầu nghe tiếng chuông, con có nghĩ tới cái hàng thầm của tiếng chuông, và cái tiếng chuông đi nó từ từ nó mở ra cái lực mà nó biết, con vẫn thấy cái đó, cái đó con biết là cô tưởng cái này là biết, cô vẫn bị mập mờ trong hai đó, và sau đó một cái ý tưởng nó khởi lên và con nhớ lại là nói rằng là phải quan sát những cái ngũ uẩn nó xảy ra trong lúc đó. Thì lúc đó rất là nhiều việc nó xảy ra, thì cô cảm thấy rằng á, thì cô có sự nhận biết ở cái chân của mình là cứng, cô nghĩ nó buông thả ra, thì cái hình ảnh đó là cô tưởng hay cô đã biết, cái gì là cô cảm thấy rằng cô không có thả cái người mình lỏng ra, thì cô mới buông cái chân ra cho nó nhẹ nhàng. Thì khi cái trạng thái cái người cô cảm thấy rất căng thẳng đúng hay không, cái sự căng thẳng đó chính là cái thọ, cái hình ảnh của cái chân là cái tưởng, sự rõ biết thọ và tưởng đó, cái đó nó là thức. Mà cô không biết rằng á, là cái nhận thức của cô lúc đó là sự rõ biết của cô hay cái tưởng của cô, không biết nữa, cô vẫn bị mập mờ cái chỗ đó. Bây giờ cô xem lại nha, anh chúng ta xem lại, tất nhiên là chúng ta để ý lại cái chuyện của mình, cô xem lại cái chuyện của cô đi, xem lại cái chuyện của mình. Lúc này trong tâm của mình có hình ảnh của cái chân đúng không? Và đang có sự rõ biết hình ảnh của cái chân đúng không? Thì sự rõ biết hình ảnh của cái chân, sự rõ biết đó là gì? Thức. Hình ảnh của cái chân là? Tưởng. Chúng ta rõ chỗ này rồi ha? Tôi xin hỏi cái dạ. Cô nói được là khi mà có cái tưởng, nó hiện đây làm sao mà mình chỉ là đối chỉ được cái tưởng, tôi nghĩ là cái tưởng không có chỉ là cái tưởng là một cái hình ảnh nó xuất hiện ra, khi mà mình nghĩ cái gì đó thì trong tâm mình là cái thức nó làm việc, mình biết cái đó là cái hình ảnh, cái tưởng đó là do ký ức nó ra. Nhưng mà có cái mình thấy nó hiện ra, mình không có bàn thêm nữa, mình dừng lại đó thôi, kiểu thấy mà tôi không có bị ảnh hưởng. Khoan để cho nói chỗ này. Cái câu đầu của chúng nó là cái tưởng nó hiện ra nhưng mà mình không có đối trị nó đúng không? Nếu nó thường là những cái tưởng đang thực có, đang hiện hữu trong thân á, thì chúng ta chấp nhận. Thì khi chúng ta quay về trong hơi thở thì cái hình ảnh hơi thở nó vào ra, chúng ta rõ biết cái đó là tưởng. Thì cái tưởng đó chúng ta chấp nhận và chúng ta cần phải duy trì nó trong cái thức, trong sự tỉnh giác thì chúng ta trở thành là sao? Nhất tâm. Nhưng nếu cái tưởng hơi thở này mà nó chen vô cái hình ảnh, cái gương mặt của cô nào đó, chú nào đó thì sao, cái tưởng này cần phải được loại bỏ. Tưởng về hơi thở chúng ta chấp nhận, tại vì đó là cái tưởng hiện thực về thân. Và chúng ta duy trì nó trong ý thức, trong sự tỉnh giác thì nó trở thành sao? Nhất niệm, nhất tâm, định tâm. Nhưng mà trong cái tưởng này nếu không thường là như vậy, không tỉnh giác, không trong sáng, có thêm một cái tưởng khác nữa hiện vô thì nó trở thành sao? Tâm mê, vọng niệm, vô minh, lậu hoặc. Và đôi khi chúng ta rõ biết nó mà chưa chắc thì chúng ta dẹp được cái tưởng bên ngoài này nha, chưa chắc gì nhiều khi dẹp không được. Thì khi đó đòi hỏi chúng ta là sao? Chánh niệm tỉnh giác, trấn tĩnh thân tâm, cần phải có những sự tác ý mạnh mẽ để tâm quay về ở trong chánh niệm, không có chạy theo, không có sanh khởi những cái dị tưởng như vậy chen vào. Có những tưởng mình phải duy trì, phải nuôi dưỡng, chẳng hạn như những cái tưởng về hơi thở chẳng hạn, hay là tưởng về sự vô thường, quán chiếu về vô thường, hay tưởng về cái chết, chúng ta cần phải duy trì như vậy đi, để tâm mình nhả ra lòng tham, lòng sân, lòng si mê chấp trước, phải nuôi dưỡng những cái tưởng. Nhưng mà có những cái tưởng ngoại lai, những cái tưởng mà không cần thiết, những cái tưởng lan man, những cái tưởng đưa đến tham sân si thì cần phải loại bỏ nó, những cái loạn tưởng cần phải trấn tĩnh nó chứ. Để chú hiểu chỗ này không? Trạng thái tâm mê, trạng thái phóng tâm là gì? Tâm đó là có những cái loạn tưởng chen vào. Chúng ta rõ chỗ này ha. Cái lúc bây giờ loại nó như thế nào? Loại nó bằng cái sự là trấn tĩnh thân tâm. Tùy theo cái mức độ mà tâm của người đó, thí dụ như trạng thái tâm người này nhẹ nhàng, không có loạn nhiều, không có mê nhiều, chỉ thường là một tưởng, thêm một tưởng nữa xuất hiện, thì chúng ta trấn tĩnh trở lại thì cái tưởng này tan. Mà nếu mà cái trạng thái tâm cái người này mà lúc đó là ngồi thiền mà bắt đầu bị hôn trầm, tâm mê nhiều, thì có một số tưởng ám ảnh á,
thì đòi hỏi chúng ta phải trấn tĩnh thân tâm cho đầu óc trong sáng mạnh mẽ đó. Nó giải tỏa những cái sự co rút của thần kinh trở lại, thân tâm tỉnh lại thì chúng ta mới khóa được cái trạng thái mà mây mù đó trong nội tâm của mình. Và còn tùy theo từng cái loại tưởng mà chúng ta sử dụng những cái phương pháp thực hành nữa. Là chúng ta rõ ha. Cô theo diệu hành nghĩ đó, khi mà cô tưởng lung tung như vậy đó là cô quên được cái hơi thở của cổ. Nếu cô muốn trấn tĩnh cái tưởng đó, cô trở về cô quan sát cái hơi thở cổ, có thể cô bỏ bớt. Cũng tùy. Tại vì trong khi người ta mê, không phải người ta về hơi thở được đâu. Lưu ý trở lại là phải mở mắt. Mà khi thấy mình ở trong cái tưởng lan man là trấn tĩnh thân tâm, chứ khoan về trong cái tưởng hơi thở. Tại tâm nó mê, về trong hơi thở là sẽ mê tiếp thôi. Sau một vài hơi thở là tiếp tục mê. Cho nên là khi trạng thái tâm mê thì phải trấn tĩnh trở lại, hướng cái tâm vào trong cái nhãn thức để cho cái sự rõ biết trước mặt thật là mạnh, để giải phá được cái trạng thái mê của thân trước. Mà cái đầu mà nó tỉnh táo thì trạng thái tâm nó cũng tỉnh theo. Thật ra thì người ngồi thiền lúc nào chúng ta cũng như thế nào? Theo dõi hơi thở, nhưng mà anh hơi là mê à? Đúng hay không? Tại sao trong khi đang theo dõi hơi thở rồi mê? Con giải thích rồi, ai thích lại giật đi. Tại sao chúng ta ngồi thiền về với hơi thở, theo dõi hơi thở rồi mê? Tại sao? Thiếu ngủ. Một sự chia sẻ là đi, có ai nhớ lại bài gì rồi hơn không? Tại sao trong khi theo dõi hơi thở chánh niệm rồi mê? Kỳ rồi con có vẽ lên bảng cho mọi người có nhớ không? Đầu tiên hết là đó chính là do trạng thái tâm gì lộn hoặc. À, bây giờ tại sao trong khi đang theo dõi hơi thở rồi phóng tâm ở trong mê? Toàn là theo dõi hơi thở không mà, nhưng mà nó mê. Rồi cái nó về rồi nó mê, rồi nó về rồi nó mê. Nó về rồi nó phóng tâm, nó về xong rồi nó không trầm, nó làm đủ thứ. Rồi nó cũng về rồi nó đi. Đúng hay không? Là vì sao? Nhưng mà chính xác hơn chút xíu. Lậu hoặc là đúng rồi, không có gì sai hết. Nhưng mà có nhiều cách để mình nói một vấn đề, giải thích lậu hoặc là đúng trong cái pháp môn đó. Nhưng mà còn những pháp môn khác chính xác hơn nữa, mình có thể nói là gì? Lậu hoặc là cái gốc đó gọi là đầy đủ viên mãn nhất rồi. Nhưng mà trả lời cái logic của cái tâm trước này là gì? Cũng đúng rồi, cũng đúng luôn. Nhưng mà theo cái logic tâm thì nó là như vậy. Khi chúng ta đang theo dõi hơi thở là chúng ta đang gì? Tâm đang hướng về cái tưởng về hơi thở. Mà nếu mà chúng ta không biết xác thực cái tưởng nó nằm ở trong thân, chúng ta không biết kết hợp với một ý thức mạnh mẽ và một sự tỉnh giác, thì hơi của chúng ta là sao? Mê quần ở trong cái tưởng hơi thở, chứ không có thức, không có sự tỉnh giác. Và khi chúng ta thường ở trong tưởng đó thì lúc đó là chúng ta sao? Mê. Mà trong cái mê đó thì bắt đầu chúng ta sẽ xuất hiện thêm những cái tưởng khác chen vào. Thì khi xuất hiện thêm những cái tưởng khác chen vào thì chúng ta sẽ trở thành là gì? Phóng tâm. Mà nếu chúng ta ở trong thường cái tưởng đó mà trạng thái tâm mê trở lại thì chúng ta sẽ như thế nào? Kéo xuống thì là gì? Hồn trầm, dẫn lên phóng tâm. Chúng ta rõ chỗ này hay không? Nếu chúng ta thuần ở trong cái tưởng về hơi thở không mà trạng thái tâm trì trệ thì dẫn đến cái chỗ là mê, hôn trầm, chịu không nổi, không chịu ra nổi luôn, tùy theo mỗi người. Mà nếu mà ở trong cái tưởng đó, thuần ở trong cái tưởng đó mình nó theo một vài cái tưởng nó thì trở thành phóng tâm. Thì như vậy cái nguyên nhân mà chúng ta trong cái sự chánh niệm về hơi thở dẫn đến phóng tâm là gì? Không có ở trong thức mà chỉ ở trong tưởng, không có sự tỉnh giác ở trong đó nữa. Là chúng ta rõ chỗ này hay không? Như vậy thì khi quay về trong hơi thở thì không phải thường là quay về trong hơi thở, còn phải có ý thức chánh niệm tỉnh giác nữa. Thì như vậy chúng ta mới không ở trong tâm mê về tưởng. Ngay cả niệm Phật cũng như vậy. Niệm Phật phải niệm trong cái sự tỉnh giác, mà chúng ta niệm thuần trong cái tưởng về Phật hay tưởng về chữ không thì cũng ở trong gì? Ở trong tưởng, mà ở trong tưởng một hơi thì nó sẽ sao? Phóng tâm. Vì sao niệm Phật ít bị hôn trầm hơn người thiền? Vì sao? Đúng rồi. Do cái ý hành liên tục và ý hành chạy theo ngôn ngữ cho nên nó dễ dàng phóng tâm hơn là hôn trầm. Vì sao người thiền dễ hôn trầm?
là ngồi thiền, trong khi cái sự theo dõi cái hơi thở là theo dõi cái tưởng đó, thì cái không có cái hành chủ động về lời nói trong đó. Ban đầu thì là thanh tịnh nhẹ nhàng, nhưng một hơi thì trở thành sao? Mờ mờ, mê mê, bệnh bệnh thì hôn trầm. Do vì vậy mà thành ra là trong ngồi thiền thì có hôn trầm nhiều, mà trong ngồi niệm Phật thì hôn tâm nhiều là như vậy. Tại vì ý hành kết hợp với tưởng, mà tưởng đã sanh khởi rồi theo một số tưởng mập mờ khởi lên, mà ý hành liên tục không nhìn thấy những tưởng mập mờ này, thành ra sao? Dễ phóng tâm nhiều hơn là ngồi thiền. Chúng ta rõ cái này hay không? Thành ra mỗi một khóa chúng ta cần phải biết vấn đề đó là gì. Và trong yêu cầu của hai pháp hành này đòi hỏi chúng ta như thế nào? Chánh niệm tỉnh giác, niệm trong sự tỉnh giác, thiền trong sự tỉnh giác, quan sát hơi thở trong sự tỉnh giác. Nếu không có sự tỉnh giác thì những pháp hành của chúng ta là gì? Đầu tiên là làm trong ý thức. Mà ý thức khi nó mờ mờ rồi thì trở thành là gì? Trong tâm mê, phóng tâm. À, chúng ta rõ cái này nha. Bây giờ con sẽ mời chúng ta thực hành trở lại 3 phút nữa ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau tiếp. Hay nhắm mắt không? Thôi cô mời hiểu một vị chia sẻ giùm con. Như là con quan sát cái thọ, con cảm thấy rằng á, cái chân con chạm xuống đất, con nhận thấy như vậy thôi ha. Thì cái sự việc mà cái chân con nó không có bị căng như lúc này á, nó cho con một cảm giác dễ chịu. Cái lưng con ngồi nó chạm vào cái ghế, con cũng cảm thấy cảm giác rất là dễ chịu. Sau đó cô bắt đầu cô thay đổi hơi thở của cô, thì cô cũng thấy cảm giác dễ chịu. Thì như vậy là trong 3 phút vừa rồi là cô là bà là cái ba cái điều cô nói. Nếu mà bây giờ nhìn lại năm quẩn thì cô thấy như thế nào? Lúc này cô có tưởng không? Chắc cô có tưởng chứ, có thể cô có tưởng. Mình tóm lại là tưởng như thế nào? Mấy tưởng nè, tưởng cái chân nè, rồi tưởng gì nữa? Cái ghế, tưởng cái lưng. Còn có tưởng gì nữa không? Còn về thọ lúc này là cô có cái cảm giác dễ chịu đúng không? Nhận diện ra được cái cảm giác dễ chịu của cái chân, rồi của cái lưng. Tất nhiên là nhận diện được cảm giác dễ chịu ở từng nơi đúng không? Thì như vậy là cô nhận diện được những cái cảm giác ở những cái nơi khác nhau. Khi trong cái duyên nó sanh khởi thì cô nhận diện ra được. Trong khi 3 phút đó cô có sự tỉnh giác không? Vừa rồi cô có nhắm mắt không? Có nhắm mắt hả? Cô bị quên cái thói quen đó hả? Cái tâm cô bị phân tán đúng không? Thành ra khi mà chúng ta tập mở mắt cũng rất là hay. Sau này khi quen thì trong khi chúng ta mở mắt mà cái cảnh nó đọc mà chúng ta vẫn có thể tập được cái sự định tâm của mình. Còn nếu mà chúng ta chỉ tập nhắm mắt không ấy thì ngay cả bình thường thôi mở mắt mình đã không có định được rồi. Thành ra là khi mình tập cái đầu tiên hết tập cái phải là mở mắt, là thứ nhất là để tập cho nhận diện trạng thái tâm si và trạng thái vô minh. Cái sau nữa là để trong cái trạng việc mình tập về cái định đó, thì trong cái trạng thái mở mắt này của mình đó, lúc nào mình cũng có thể thực hành cái sự định tâm của mình được hết, chứ không phải là đòi hỏi phải nhắm mắt mình mới có điều đó. Và cô nói là cô nghĩ là có cái sự tỉnh giác thì vẫn chưa có sự tác ý về tỉnh giác, chưa có sự tác ý về tỉnh giác. Rồi, con mời thêm một vị nữa chia sẻ thử. Chị Quỳnh được không? Cái hồi thở thì cũng bình thường thôi. Mà tỉnh thoảng con nghe như ở ngoài có tiếng la sao người ta nói chuyện đó, thì tôi thấy hơi khó chịu. Và tôi trở về với hơi thở thì mọi chuyện đều bình thường.
Dạ, không gì nói gì. Dạ, dạ. Thôi. Vì rồi gì có tấm họ không? Họ khổ, nghe thì tôi nói chuyện làm sao? Thấy khó chịu. Khó chịu đó là họ đó thuộc về thân hay không? Ờ, thuộc về thân. Ô, thuộc về tâm. Đúng rồi, tâm như thế nào? Dạ, thì tâm khó chịu. Tâm đó có gì trong? Ờ, có khổ. Có khổ rồi, rồi có gì nữa? Hơi sân. Đúng rồi. Tại vì chúng ta nghe căm hận mà chúng ta cảm thấy khó chịu thì thọ đó là sao? Cái đó là chính là cảm giác của tâm đó. Họ khổ, sự khó chịu đó. Và trong cái tâm đó cũng là ẩn chứa cái gì? Cái sân. Cái sân. Và ta nghe mà thấy khó chịu trong người là chúng ta biết là cái thọ này thuộc về về tâm mà nó có sân trong đó. Và chúng ta phải nhìn nhận nó. Và sau đó thì gì trở về với hơi thở và thấy cái cảm giác nó bình thường trở lại. Thì cái sân lúc đó hết hoàn toàn không hay còn chút xíu? Hoàn toàn không? Hết hoàn toàn, vậy là tốt. Ừ. Và khi mà cảm giác thấy sân ấy, thấy trong người của gì như thế nào? Về thân, xét về thân. Dạ, thấy tôi cảm giác là họ nói chút rồi không đừng thôi, mình kéo dài. Thì có cái suy nghĩ như vậy. Rồi cái đó là gì? Suy nghĩ đó là hành. Trong sáu cái hành hành đó là gì? Thanh tư. Thanh tư suy nghĩ về cái lời nói của người ta. Tuy nhiên là nghe cái âm thanh đó rồi khởi lên những cái dòng suy nghĩ về cái lời đó, nó mấy người này sao ồn quá. Nhưng mà chắc chút xíu rồi hết. Thì suy nghĩ đó là suy nghĩ về cái âm thanh đó, cho nên được gọi là thanh tư. Và nếu mà trong tâm gì lúc đó có cái tưởng gì ở ngoài đó không? Có hình ảnh không? Thì cái đó được gọi là gì? Sắc tưởng. Thành ra trong khi mà chúng ta thấy nghe hay biết đó, thọ tưởng hình thức hoạt động kinh khủng lắm. Và đôi khi nó dẫn đi bậy. Tiếp khi nào mà nó dẫn đến cái chỗ cao thượng lắm. Mà phần đông nó dẫn chúng ta đi đâu? Tham, nè, sân, nè, si. Chúng ta nghe âm thanh mình thấy khó chịu khởi lên là sân rồi. Cho nên nó dẫn không? Thọ tưởng hoạt động khởi lên dẫn đi theo cái sân. Rồi hoặc là không, nó dẫn cho chúng ta đi theo cái chỗ gì? Tham. Còn hoặc là không, nếu mà ngồi mà cháu đang chia sẻ gì mà mình cặp là nó dẫn đi đâu? Chúng ta thấy ba con đường đi của mình không? Con đường nào cũng thật là khó nói. Như vậy khi mà dì trở về với hơi thở thì mọi chuyện bình thường. Lúc này dì có tưởng không? Dạ có tưởng. Tưởng gì? Tưởng thì tôi nghĩ là cái đám người nói chuyện ngoài có đàn ông có đàn bà. À đúng rồi, có tưởng đúng không? À, lúc đó có hành không? Có. Hành là suy nghĩ. À đúng rồi. Nhưng mà đang thấy tâm có gì gì rồi, có an tịnh không? An tịnh vào lúc nào? Thì như vậy là trong đó có một giai đoạn gì trở về trong hơi thở và an tịnh đúng không? Và dựa trên điểm đó gì nói là có an tịnh. Rồi ngoài bên cạnh đó là trong 3 phút vừa rồi trạng thái tâm của gì còn có chạy đi đâu nữa không? Không có chạy đâu hết. Ở tại đây cô. Ở tại đây. Tuy nhiên là hơi thở, trở về trong hơi thở rồi nghe cái tiếng lao sao đó là một vài cái suy nghĩ về cái vấn đề đó. Rồi xong về trong cái hơi thở. Cái sự an tĩnh mà dì cho đó, trở về trong cái sự an tĩnh là như thế nào? Không có suy nghĩ gì, không có vương, không có buồn gì. Lúc đó có sự rõ biết hơi thở không? Có sự rõ biết hơi thở và có cái sự bất lặng. Thành ra là ngay cả trong cái sự an tĩnh đó, đòi hỏi chúng ta phải biết nó an tĩnh như thế nào và có sự tỉnh giác hay không nữa. Vậy thì lúc đó dì có sự tỉnh giác không? Dạ có. Khi đối tượng hoặc khi nghe cái khó chịu hoặc cái tiếng động đó, nó biến mất rồi. Từ khi mình thấy cái tâm mình nó bơi xuống, nó an tịnh. Cái tâm của mình nó vẫn bị lệ thuộc. Đúng rồi, lệ thuộc vào cảnh. Nếu mà cái cảnh an tịnh mà chúng ta an tịnh là cái sự an tịnh đó là lệ thuộc vào cảnh. Còn nếu mà trong cái cảnh nó không có được an tịnh mà chúng ta vẫn an tịnh thì sự an tịnh nó mới không lệ thuộc vào cảnh. Thành ra có nhiều người nói là tôi thích đi chùa, tại vì tôi đi chùa thấy cảnh chùa làm cho cái tâm tôi thấy thanh tịnh lắm. Thì nếu mà chúng ta có những cảm giác như vậy thì khi mà chúng ta gặp những cái cảnh sân hận thì chúng ta cũng sân hận lắm.
Thành ra khi trước những cái cảm giác như vậy, nó lệ thuộc vào cảnh như vậy thì cần phải rõ biết như Chúa nói vậy là rất tốt. Ví dụ như trong cái tiếng ồn hồi nãy, mà dì về trong cái hơi thở, dì về trong hơi, mặc dù bên ngoài họ còn ồn mà bên trong dì về được hơi thở và an tịnh, thì như vậy là tâm đó lìa được cái âm thanh đó. Thành ra chúng ta phải tiếp nhận biết được cái trạng thái an tịnh của mình là như thế nào, do cảnh hay không do cảnh, hay do cái sự tu tập của mình. Lúc nào cũng thường ở trong cái chỗ là sao? Rõ biết tịnh tâm, ý thức và chánh niệm tỉnh giác, thì trạng thái tâm như vậy là đã đạt được đôi phần của cái sự định gì đó. Rồi trong cái định đó chúng ta rõ biết là chúng ta đang có thọ tưởng hành như thế nào, chánh niệm tỉnh giác và nhận biết rõ những pháp này không có phải là mình dùng nó định. Tại vì cái định đó là thọ tưởng hành nó an tịnh trong cái thời điểm đó, ngay cả cái sự an tịnh đó vẫn chính là cái sự lắng dịu của năm muộn mà thôi. Cần phải hiểu rõ như vậy, cho nên cái phần này thì vi tế và sâu lắm. Sâu lắm thì sao? Sau này có gì con sẽ chia sẻ mà nói sơ để chúng ta hiểu. Ngay cả cái sự an tịnh đó chính là gì? Chúng ta có sự an tịnh là gì? Chính là do gì? Cảm giác trong người an tịnh lắng dịu, tưởng ở trong người là nhất tưởng, thức rõ biết, tâm chánh niệm tỉnh giác, thì lúc này thọ tưởng hành tùy theo cái duyên, cái sanh khởi theo cái pháp đó. Nhưng mà sự an tịnh đó cũng chính là sự lắng dịu của năng lượng. Và chúng ta cần phải hiểu rõ như vậy và vẫn nhận biết những pháp này là duyên sanh không phải mình. Vẫn tâm, vẫn ở trong cái sự tỉnh giác và từ bỏ như vậy. Thì khi nhập diệt như Đức Phật hay là các vị A-la-hán, thì trạng thái tâm như vậy mới thật sự là gì? Từ bỏ hoàn toàn mọi dính mắc chấp thủ với năng lượng vẫn mới thật sự là hoàn toàn là gì? Là tịch diệt, là niết bàn. Còn ở trong sự an tịnh và chấp trước sự an tịnh là mình, là tâm mình, cho rằng sự an tịnh là mình, là tâm mình, lúc này chúng ta là như thế nào? Có hành hay không? Không. Khi mà chúng ta đã hát tâm được an tịnh và chúng ta cho rằng là chúng ta đạt được sự an tịnh, và sự an tịnh này là mình, là chúng ta có hành. Hành này như thế nào? Chính là một cái sự động chuyển của ý hành, là cho rằng sự an tịnh đó là mình. Và cái ý hành đó là một sự chuyển động của tâm, một sự dính mắc, gọi là hết sức vi tế của tâm. Và sự chấp trước đó sẽ làm cho tâm sao? Còn ngầm lại một cái tàn dư của sự chấp thủ. Và khi trạng thái tâm qua được khỏi cái trạng thái an tịnh này, vì nó còn có chấp thủ cho nên nó có khả năng sanh khởi trở lại sự dao động. Cho nên là sau khi thấy được sự an tịnh thì cần phải biết sự an tịnh này là sự an tịnh thọ tưởng hành an tịnh, nhưng tất cả những cái pháp này đều là duyên sanh, vẫn không phải là mình. Tâm không có chấp trước, không dính mắc, không có sự động chuyển của ý hành, khi đó mới thật sự là sự sanh thoát ly khỏi năm muộn. Tôi nói ví dụ thì ha, một người họ đã làm được cái sự định như vậy đi, làm sao biết được có sự đè xuống và sự thành công? Cái bước đầu là sự đè xuống mình biết. Tại vì sao? Khi mà biết được đây là thức thì cái sự rõ biết nó đã được vị trí rồi. Thì trong khi trạng thái tâm mình đang có sự đè xuống, thì cái sự vận hành hoạt động dao động lang thang của thọ tưởng hành, thì giai đoạn đầu của chúng ta là sự chế ngự. Sau một thời gian tu tập tâm hộ trì căn, chế ngự gọi là tâm hành, thì một thời gian sau cái con khỉ đó là sao? Nó bớt hoạt động. Tâm được gọi là con khỉ mà, nó hoạt động như con khỉ, thì con khỉ đó nó bớt hoạt động. Thì từ từ nó đi đến cái chỗ là nó dừng lại cái sự hoạt động. Và khi nó dừng lại được một cách hoàn toàn thuần thục tự nhiên thì nó sẽ lắng dịu như vậy. Và trong cái sự lắng dịu như vậy, mình rõ biết sự lắng dịu như vậy chính là cái ý hành nó lắng dịu, nó an tịnh. Sự rõ biết đó, mà nếu có thêm một thầm biến nó khởi lên thì cái gì biết? Là thức biết. Và biết được đó là thức thì đó là đã thuộc về trí tuệ của người tu. Và nếu có thêm một cái thần ý nữa khởi lên trong cái sự chấp chiếu về cái sự thanh tịnh đó, một sự móng tâm, một thần ý, đó là sự động chuyển của tâm. Thật ra đó, con chia sẻ như vậy mà chúng ta thực hành một thời gian, chúng ta sẽ thực thấy cái điều đó. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi, khi con im, mỗi lần con phát biểu là con im lại trong người. Nhưng lại là trong người thì lập tức có cái sự rõ biết cảm giác trong người. Mà cô nói tới đâu thì đều rõ biết tới đó.
mà khi có một cái ý nào nó vừa động chuyển lên lập tức biết liền. Thì nếu mình có một cái sự tu tập thường thuộc như vậy thì sau này trong cái sự an tịnh mình có một cái sự động chuyển tâm ý lên mình sẽ biết. Còn nếu chúng ta chỉ thờ ở trong cái chỗ là tập tâm định mà không tập sự rõ biết thọ tưởng hành, có một thầm ý khởi lên sẽ không biết được. Thành ra trong cái sự tu tập thiền định, nếu người tu tập thiền định chỉ thuần để cho nó định không á, sẽ không đầy đủ trí tuệ nhận ra những cái ý hành vi tế đó. Mà khi chúng ta tập định mà chúng ta có một sự quan sát nhận diện rõ thọ tưởng hành như thế nào đó, thì một thầm ý nhỏ khởi lên lập tức biết. Còn mà không chỉ thuần vướng ở trong cái chỗ định thì có thầm ý khởi lên không hay biết, có sự chấp thủ khởi lên không biết. Cho nên vẫn sao? Sau khi mà cái tâm nó thọ hưởng hết những cái phước duyên của trạng thái định đó, thì những cái tàn dư đó sao? Trỗi dậy, cho nên sanh tử tiếp tục là như vậy. Ở chúng ta rõ cái này, thành ra sự tu tập quán chiếu về năm cũng là sao? Rất rất là quan trọng, đưa cho chúng ta đến cái trí là sau này từ từ cái tâm của mình á, chỉ cần một cái ý nhẹ khởi lên mình sẽ biết được liền. Còn nếu chúng ta không quán xét được như vậy thì những cái ý gì đó khởi lên thì chúng ta sao? Tiếp tục ở trong dòng tâm ý đó. Khi mà thực hành cái này, cái sự hay của nó công mờ chúng ta thực hành đi thì chúng ta sẽ nếm. Nhớ là chúng ta không liên duyên nha. Mà đôi mắt chúng ta nhìn phía trước nhẹ nhàng, không liên duyên. Tại vì liên duyên sẽ ra tâm mê dễ xuất hiện và dễ buồn ngủ. Lý do là vì vậy đó. Vừa rồi có ai ngủ được tí xíu không? Không thấy gì người nhắm ngon lắm mà. Vừa rồi vị nào mà ngồi mà trước mắt sau khi nhìn một lúc thì cảm thấy là như nó mờ đi. Ở nhà thì bị đúng không? Ừ. Thì khi mà chúng ta nhìn trước mặt mà chúng ta thấy mờ như vậy là chúng ta biết là tâm bắt đầu mê mờ rồi đó. Thành ra cái mở mắt để làm gì? Để biết tập nhận diện cái sự tâm mê của mình và tập cái sự nhiếp phục, chế ngự cái trạng thái mê của mình là như vậy đó. Còn mình không nhắm mắt thì nó cứ mê mê chút đỉnh rồi cứ lân tưởng nó đẹp được cái trạng thái gọi là thiền hạnh phúc. Nhưng mà có ý thức chứ, thức đó là thức trong tâm mê. Chúng ta rõ như này, yêu cầu là mở mắt. Dạ đúng rồi, không nên tìm hạnh phúc trong tâm mê. Thành ra là đầu tiên hết, đối với những cái người mà mới tu tập để mà nhìn nhận lại phản quan tự kỷ con người của mình thì chúng ta luôn luôn là bị cái bệnh về cái gì? Vô minh và si, tâm mê ở trong đó. Chính vì vậy mà để nhận diện ra những cái điều đó và đối trị, thực hành tâm tẩy sạch những cái pháp đó trong mình, cần đòi hỏi mình phải mở mắt là như vậy. Thành ra vừa mở mắt như vậy mà thấy trước mặt nó hơi lò hay nhò nhò, hay là nó hơi lờ đờ, hay có những cái tưởng hiện ra trước mặt của mình, hình ảnh của người thân, người quen rồi đó hiện ra trước mặt mình, lập tức nhận biết liền. Tưởng đó chính là ngoại tưởng. Khi chúng ta có cái hình ảnh về cái tưởng về hơi thở bên trong đó chính là nội tưởng. Mà ngồi mà trước mặt như vậy mà thấy hình ảnh này, hình ảnh kia hiện ra, biết đó là ngoại tưởng. Và cần phải tâm tỉnh giác để tẩy phá những cái tâm mê đó. Từ từ mình mới hết sạch những cái trạng thái vô minh lậu trong con người của mình. Thành ra cái đầu tiên thực hành là như vậy. Cho đến chừng nào chúng ta tự xác chứng tôi bây giờ hoàn toàn không còn mê mờ, không còn vô minh, không còn si mê nữa, chúng ta hãy nhắm mắt trong lúc ngồi thiền. Cho đến khi nào mình tự xác chứng rõ ràng mình hoàn toàn không còn cái trạng thái buồn ngủ mê mờ nữa thì hãy nhắm mắt. Còn cho đến khi nào chúng ta chưa hết được cái trạng thái mê mờ, vô minh, si mê trong con người của mình thì đừng nhắm mắt. Tại vì sao? Khi nhắm mắt sẽ không thể nhận diện được những cái pháp vô minh kia. Và có ai muốn hỏi cháu về cái vấn đề này dạ chị? Tùy theo chị. Nếu trong cái trạng thái đèn sáng hay đèn mờ mà chị thấy trạng thái tâm chị nó tỉnh giác, nó tỉnh giác, nó rõ ràng, nó không có bị mê mờ nhiều thì chị cứ bật đèn hay là để đèn mờ tùy. Tại vì thật ra bước đầu trong sự tu tập chúng ta rất là cần cái cảm. Tại vì tâm yếu mà, cho nên phải cần. Thì với trạng thái đèn mờ mà tâm mình vẫn tỉnh thì cứ để đèn mờ. Trạng thái đèn sáng trưng mà
tâm mình tỉnh thì mình cứ để đèn sáng. Tại vì sao? Bước đầu của người tu là vẫn cần phải những cái cây gậy như vậy. Ví dụ như bước đầu tu, thật ra ví dụ như hồi nãy mình nói về cái trạng thái là tâm thanh tịnh, không có dính mắc bên ngoài, lệ thuộc bên ngoài hay không, thì đó là một cái sự tu tập thuần thục khá tốt rồi. Nhưng mà đối với những cái người mới thực hành thì vẫn rất cần cái cảm hỗ trợ. Người mới tu mà đi vô chợ hoài làm sao tu, phải không? Mới tu mà đi vô trong một cái nơi ồn ráo, trong một cái hội chúng không thanh tịnh, thật sự mới tu hành được gì hết. Thành ra chúng ta cần có một hội chúng thanh tịnh. Và trong sự thực hành một ngày tu tập cũng vậy, chúng ta phải thực hành một ngày chánh niệm, tỉnh giác, an tịnh, không có nói chuyện. Khi thực hành sự tu tập trong một ngày thanh tịnh là không nên nói chuyện nguyên một ngày đó, mà chỉ có thực hành chánh niệm, tỉnh giác thôi. Tại sao? Tâm còn yếu quá. Mà bây giờ được thoải mái, được tự do trong ngày tu tập đó thì sao? Tâm rất là khó định. Thành ra nếu mà có tổ chức những cái khóa tu tập thì chúng ta hãy nên tổ chức một khóa tu tập là an tịnh, không nói chuyện trong cái thời điểm đó. Thì như vậy chúng ta mới có một cái sự thực hành tốt được trong một ngày thôi. Tại tâm yếu quá, không nhờ cảnh nữa làm sao? Rồi cứ gặp cha thân mật, chị khỏe không? Em khỏe không? Hỏi thật, đã lười thôi chứ sao? Thành ra là nếu đã tổ chức những khóa tu tập thì phải thanh tịnh và sao? Tịnh khẩu. Bên ngoài thì tịnh khẩu, bên trong thì sao? Tịnh tâm. Một khóa tu mà chúng ta thực hành được hai pháp này là khóa tu đó đã có được đôi phần sự thành tựu của một khóa tu. Nếu mà khóa tu không có tịnh khẩu, gặp nhau nói chuyện thoải mái, giờ ăn nói chuyện, giờ học, giờ giải lao nói chuyện thoải mái này là kia, khóa tu nó chưa có thanh tịnh. Thành ra một tổ chức một khóa tu thanh tịnh là phải có vừa tịnh khẩu vừa tịnh tâm. Phải thực hành như vậy đó mới gọi là một khóa tu thanh tịnh. Chứ một khóa tu mà thành tựu chính là cái sự thể hiện thân hành của mỗi một con người. Trong thân hành chúng ta khi đi đứng, chúng ta làm sao không tạo ra tiếng động. Mà để không tạo ra tiếng động đòi hỏi chúng ta phải như thế nào? Có sự chánh niệm, tỉnh giác, ý thức trong hành động của mình. Sự thực hành như vậy mới mang lại cho chúng ta thật sự là một sự thực hành lợi ích. Tại vì hàng ngày chúng ta đã thường quen ở trong là những hành động dục chạc, không chánh niệm, đi đứng kéo ghế một cái rồ, một cái rẹt chẳng hạn. Thì cái sự thực hành nó sẽ giúp cho chúng ta tập từ từ chậm lại cái tâm của mình, chánh niệm lại. Và tiếp theo là con chia sẻ một chút xíu về cái vấn đề gọi là tâm. Đại khái gần hết hết giờ chúng ta chia sẻ chút xíu về vấn đề gọi là tâm. Để sau này thì mấy tháng sau chúng ta mới gặp lại nhau. Thì tóm lại là cái vấn đề mà chúng ta thường hay gọi là tâm của mình. Tâm của mình hàng ngày trong cuộc sống này, cái được gọi là tâm đó chính là gì? Hôm nay tôi cảm thấy tâm tôi buồn quá. Vậy thì sao? Cái tâm đó có họ hay không? Rồi, tâm tôi hôm nay dao động quá. Có hạnh không? Rồi. Tâm tôi loạn quá, không kiềm chế được. Loạn quá, không kiềm chế được là gì? Tưởng với hành hoạt động mạnh quá. Thành ra hàng ngày khi mà chúng ta phát biểu cái tâm mình như thế nào, đó chính là cái sự chúng ta phát biểu về năng lượng ở trong mình hay như thế nào. Khi mà chúng ta nói ở hôm nay tôi vui, tâm nói như thế nào, năng lượng như thế nào mà phát biểu là tôi vui, cái cảm giác đó như thế nào bảo là còn lại. Đúng rồi, chính là những cái dòng cảm giác dễ chịu, thoải mái, khoan khoái trong người mà chúng ta phát biểu là tôi vui, đúng hay không? Có khi nào dòng cảm giác người bực bội phát biểu tôi vui không? Không có, đúng hay không? Cảm giác trong người mình mà cảm thấy bực bội khó chịu chúng ta nói gì? Tôi phúc xuống, thấy chưa? Thì chúng ta có thấy có phải lời nói của chúng ta chính là sự phát biểu của gì? Của những dòng cảm giác của năm quẩn mà thôi. Như vậy đó là khi mà chúng ta phát biểu nên tôi thấy trong người tôi bình thường thì sao? Cảm giác trong người nó bình thường, chúng ta nói tôi bình thường. Như vậy cái sự phát biểu mà chúng ta nói là tôi, là ta đây chính là cái gì?
chính là ngũ uẩn thôi à. Mà chúng ta nhận ngũ uẩn là mình, cái lòng, cái chấp của chúng sanh ở đây, cái học, cái hiểu để chúng ta nhận thấy đây là gì. Chúng ta si mê nhận cái ngũ uẩn là mình. Mà khi cảm giác vui thì chúng ta nói tôi vui, cảm giác buồn chúng ta nói tôi buồn, cảm giác bình thường thì chúng ta nói tôi bình thường. Như vậy có phải chúng ta đã đồng quá mình với lại những dòng cảm giác không? Rồi sau này khi những dòng cảm giác sân khởi lên, chúng ta nói tôi sân. Như vậy mình đã đồng quá mình với cái dòng cảm giác rồi, thì sự tu học này đưa chúng ta đến một cái trí tuệ là sao? Nhận diện năm uẩn và để biết chúng không phải là mình. Sau này cái cảm giác khoan khoái khởi lên, biết ở trong người mình có cảm giác khoan khoái, nhưng mà đây là thọ cũng phải là mình, cũng không nên để nó chi phối. Để anh chi ổng thực hành như vậy, sau này cái dòng cảm giác sân khởi lên thì sao? Trời ơi sân quá, đánh mẹ cái, tát mẹ cái. Chúng ta đồng quá mình với cái dòng cảm giác đó. Nếu không tập trước những cái dòng cảm giác nhẹ nhàng bình thường, tự tách mình ra khỏi nó, thì đối với những cái dòng cảm giác bức xúc khó chịu, mình sẽ sao? Bị nó đồng hóa và hướng dẫn luôn. Thành ra khi quán được những cảm giác dễ chịu, chúng ta mới có khả năng quán được những cảm giác khó chịu. Khi nghe người ta nói người ta làm cái gì bực bội sân hận, mới đủ cái sự quán chiếu là cái này là cảm giác sân, không phải là mình. Mới đủ cái sự quán chiếu đó, và tâm mình lúc đó mới đủ khả năng là bước ra khỏi nó. Bằng không nó xét vô như vậy. Rồi sao? Khi mà thọ và mình dính vào nhau thì sân quá thì sao? Đánh người, mắng người, chửi người, ở đâu khi cả gì? Giết người. Tại sao người ta thương nhau quá, mà khi phát hiện người bạn của mình phản bội thì không thương mình, người ta không chịu nổi những cái sự thật đó, và người ta đã chặt chém người yêu của mình ra hàng bao nhiêu khúc. Vì sao? Si mê. Si mê tham ái quá nhiều và dính mắc quá nhiều trong cái dòng cảm xúc. Cho nên khi những dòng cảm xúc sân hận, tức giận, bực bội nó khởi lên, không kiềm chế được, không kiềm chế được cảm giác, không kiềm chế được những cái tưởng độc ác đó. Do không có sự tu tập, không chánh niệm tỉnh giác, khi những cảm xúc bực bội khởi lên, người ta hành xử gây ra đau khổ cho người và đau khổ cho mình. Thành ra cái việc tu học trí tuệ đưa đến năm uẩn là để chúng ta sao? Thấy được mình, tự mình sống được an lạc và tạo ra sự an lạc cho người khác. Khi chúng ta có tự tâm, có sự buông xả, có sự trí tuệ thông hiểu, người khác làm cho mình sân mà mình không sân. Mình có trí tuệ nhìn thấy để có thể thông cảm, thông cảm và buông xả cái lòng sân hận đó của mình ra. Thành ra cái việc học trí về năm uẩn là rất quan trọng là như vậy. Đầu tiên hết nha, chưa nói về cái gì gọi là giải thoát sanh tử luân hồi, chưa nói về những cái điều đó. Mà cái đầu tiên hết của học năm uẩn là chi? Để nhận diện được con người và làm chủ được con người của mình. Không để cho mình chạy theo thương ghét rồi si mê rồi dính mắc. Có nhiều khi thương nhau mà hành hạ nhau hoài là vì không chịu nổi những cử chỉ hành vi của người bên cạnh của mình. Và không có sự chấp nhận, không có sự tha thứ, không có sự dung thứ ở trong đó. Thành ra ở chung với nhau mà sao? Dần dặt nhau, hành hạ nhau, canh nhau sơ hở gì ra đó là sao? Không có chịu thua. Thành ra có những cái gia đình như là những cái địa ngục. Địa ngục trần gian là như vậy đó. Có những cặp vợ chồng không thể nhìn mặt nhau là vì như vậy đó. Thành ra chúng ta học như vậy là để chi? Học biết được mình, hiểu được mình. Hiểu mình rồi mới hiểu người, không hiểu mình làm sao hiểu người. Đúng hay không? Chúng ta học như vậy là học hiểu mình nè. Chưa nói là chúng ta học làm thánh nhân, chưa nói chúng ta học để giải thoát, chưa nói chúng ta học để niết bàn, chưa nói gì hết. Nhưng mà học cái này là để hiểu mình. Sau khi hiểu mình chúng ta sao? Hiểu được người. Nhờ hiểu người mình mới như thế nào? Không sân hận, không tức giận khi người có những cái hành động mà nó trái ngược với tâm ý của mình. Thành ra mục đích của sự quán chiếu năm uẩn là quan trọng. Đầu tiên phải thành được cái gì? Sự thành tựu với trí, hiểu mình hiểu người được gọi là thành tựu gì? Thành tựu nhân đạo. Nhân đạo rồi mới lên thiên đạo, mới lên thánh đạo được. Khi chúng ta chưa thành tựu trí về tự thân mình mà cứ nói về những cái pháp ở đâu ở trên trời không, thì chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là thưởng thức những cái chiếc bánh vẽ ở trong tưởng mà thôi. Thành ra hiểu mình là bước đầu tiên một người tu cần tu tập.
sau đó chúng ta mới đi lên những cái bước gì đó thánh thiện về thiên đạo hay là thánh đạo. Và để lên được cái con đường được gọi là thiên đạo hay thánh đạo, chúng ta phải như thế nào? Phải thành tựu cái trí về tự thân mình trước, rồi mới thành tựu về những cái điều khác. Cho nên đây là pháp căn bản, đây là trí căn bản trong tất cả sự tu tập của một con người hướng thượng, hướng thiện. À, chúng ta lỡ cái này, chúng ta có cái gì nghi ngờ hay không? Hay là chúng ta nghĩ là ngoài cái sự quan sát tự thân, nhận diện tâm mình hoạt động vận hành như thế nào, có một pháp nào đó mà để mà chúng ta có thể thực hành tốt đẹp hơn? Chúng ta hãy suy nghĩ thật là kỹ, quan sát thật là kỹ trong cái sự chia sẻ của cháu vừa rồi. Chính vì vậy mà pháp mà được gọi là tứ thánh đế hay tứ diệu đế hay bốn sự thật, đó chính là bốn sự thật về thân và tâm của mình. Không biết trong tâm mọi người nghĩ như thế nào về tứ thánh đế, nhưng thực sự ra tứ thánh đế chính là bốn cái sự thật về thân và tâm của mình, bốn cái sự thật để cho mình nhận hiểu được con người của mình. Thành ra đầu tiên hết một người tu thành tựu cái trí này, và khi chúng ta thành tựu trí này thì chúng ta mới gọi là người có chánh kiến. Người ta chia sẻ, những người khác chia sẻ, biết người này nói sự thật hay là người này nói không có sự thật. Mà khi chưa thành tựu trí này thì chúng ta nghe cái gì cũng thấy hay, ai giảng cái gì cũng đúng, ai nói cái gì cũng hay hết. Là vì sao? Mình chưa thấy được tự thân mình, thành ra mới nghe người ta nói gì đó chúng ta cứ tưởng, chúng ta liên tưởng đến vấn đề đó, cảm thấy hay vậy thôi. Mà chỉ khi nào chúng ta thành tựu trí về tự thân của chính mình rồi, rõ biết con người của mình, khi tâm ý khởi lên cái gì rõ biết, cảm giác khởi lên cái gì rõ biết, tưởng khởi lên cái gì rõ biết, thì chúng ta khi đó được gọi là thành tựu trí về tự thân mình rồi, thì mới có thể là biết được cái điều người khác nói là đúng, là tốt, là sai, nhưng mà không đúng, không tốt. Thì rồi con muốn chia sẻ mọi người bài kinh đó, mọi người có nhớ bài kinh không? Bài kinh gì mà nói về vấn đề đó? Kinh gì mà bảo rằng khi mà không có thành tựu cái trí đó thì ai nói cái gì cũng nghe hay hết? Kinh gì là nói như vậy? Cái hôm mà tôi chia sẻ bài pháp buổi chiều là mê tín và chánh tín đó, đó chính là bài kinh cột trụ. Và Đức Phật nói khi mà một người không có đầy đủ trí về bốn sự thật về tự thân của mình, cái gì là trí của bốn thánh đế đó, nghe người ta nói cái gì cũng thấy hay, nước mặt lên khen, ồ vị này hay quá, ồ tôi đọc sách kia hay quá, ồ tôi nghe vị nội giảng hay quá, cái gì cũng hay hết, người nào nói cũng có lý. Cái trí tuệ đó ví như là cái gì, cái hạt bông mà dùng cái bông đó con không nhớ mà đại loại nó như giống như cái bông gòn vậy đó. Trí tuệ này ví như bông gòn, gió bên đông thổi thì nó bay qua bên tây, gió bên tây thổi nó bay qua bên đông, gió bên nam thổi thì nó bay qua bên bắc, rồi bên bắc thổi nó bay qua bên nam, nó cứ bay tới bay luôn, ai giảng cũng hay. Anh đang cứ khen hết vị này hay tới vị kia hay, nhưng mà khi mình thành tựu được trí về tự thân của mình, thành tựu trí về phản quan tự kỷ, thành tựu trí về tứ thất đế, thì khi mình nghe người ta nói rồi mình không còn hẳn gọi là thả miệng lên khen nữa, mà mình chỉ nói có một câu, vị này nói đúng pháp, hoặc là mình nói vị này giảng không đúng pháp. Tại vì nói đúng pháp là người này nói đúng cái sự thật, mà khi giảng không đúng pháp là người này nói không đúng cái sự thật về pháp. Thành ra khi nghe người ta giảng thì lúc đó mình sẽ chỉ nói, mình sẽ không khen nữa, mà chỉ nói cái vị đó giảng được, vị đó giảng đúng pháp, hay là vị đó giảng hay vậy, nghe hay phía ngoài thì thật ra không đúng pháp. Mà chỉ khi nào chúng ta thành tựu thánh trí về bốn thánh đế đó, chúng ta mới có thể là thật sự là biết được ngoài cái điểm hiểu biết tin tưởng của mình là đúng hay là không. Còn ngoài ra thì thôi, khi chưa thành tựu thì biết như cái bông gòn gió thổi từ khi nào chạy qua phương kia vậy thôi. Thành ra cái việc tu học tìm hiểu về tứ thánh đế là rất quan trọng. Và trí về bốn thánh đế chính là trí về năm thủ quận. Chính là trí về năm thủ quận. Hai chúng ta rõ chỗ này ha. Và cái gọi là tâm của chúng ta hàng ngày chính là thọ, tưởng, hành và thức. Chúng ta thường hay phát biểu cái tâm mình bày khác thì chính là sự phát biểu về thọ, tưởng, hành, thức. Và sự tu học này đưa chúng ta đến cái chỗ là rõ biết về ngũ quận, không dính mắc trong nó, tâm an tịnh không lầm năm quận mà mình. Nhờ sự không dính mắc như vậy,
sự không dính mắc như vậy mà được giải thoát. Mà nếu chúng ta còn khởi lên một cái tâm niệm nào đó, ở cái này là vầy, là khác, là kia đó ha, cái này là tôi, cái kia là tôi ha. Và nếu mà chúng ta khởi cả cái tâm niệm rằng là cái sự an tịnh chính là tâm của mình, hay sự rõ biết chính là tâm của mình, chúng ta có khởi bất cứ một sự động chuyển nào đó trong ý hành là tâm còn dao động, còn dính mắc, còn chấp thủ. Hay chúng ta ở chỗ này, chỗ này là con chia về pháp vi tế. Còn cái mà con chia sẻ đơn giản hồi nãy con nói là trí về năm quận đầu tiên hết là trí về biết mình. Nhờ biết mình sẽ hiểu và thông cảm với người. Nhờ hiểu thông cảm với người cho nên sao? Lòng sân đối với người được đoạn diệt. Nhờ sân được đoạn diệt, tâm thấy được như vậy thì có cái sự buông xả thì sao? Tâm đưa đến cái sự là thanh tịnh và từ từ đó là những cái pháp tiếp theo. À, chúng ta gọi cái này ha. Như vậy chúng ta có gì thắc mắc về cái gọi là tâm của mình hay không? Cũng rất là tiếc hôm nay con không kịp làm cái đĩa về những cái bài giảng vừa rồi. Nếu mà con kịp những cái đĩa đó thì về chúng ta nghe lại thì tốt quá. Và nếu mà bây giờ không có đĩa thì trong thời gian và mấy tháng sắp tới, nếu mà con mong là chúng ta ráng nhớ chút xíu gì đó, thì nếu mà được thì thỉnh thoảng tâm tác ý chút xíu về năm quẩn, đừng có bỏ luôn. Đừng có bỏ luôn. Bỏ luôn là sao? Sống trong mê mờ. Cảm giác khởi cái gì thì làm theo cái đó. Tưởng khởi cái gì thì hành theo cái đó. Suy nghĩ khởi cái gì thì hành theo cái đó. Thành ra chúng ta hãy cố gắng trong cái thời gian sắp tới ráng thực hành. Ráng thực hành nhận diện năm quẩn. Cảm giác khởi lên lập tức nhận diện, gọi nó là thọ. Cảm giác dễ chịu hay khó chịu lập tức nhận diện. Cảm giác dễ chịu khó chịu thì cảm giác này cũng phải là mình. Đừng có để cho mình dính mắc ở trong đó. Đừng có để cho mình bị nó lôi cuốn, đừng có để cho mình đồng hóa ở trong cảm giác đó. Chúng ta nhớ không? Khi tưởng khởi lên chúng ta tập nhận diện, cái này là tưởng, rõ biết là tưởng, và này cũng phải của mình. Khi suy nghĩ khởi lên chúng ta tập nhận diện, cái này là suy nghĩ, là hành, cũng phải của mình. Và chúng ta hãy tập quay về trong cái sự an tịnh, lắng dịu của nội tâm. Ngay cả khi ngồi cũng vậy, khi đi cũng vậy. Tập rằng là mình đi ở trong cái sự an tịnh lắng dịu của nội tâm. Khi ngồi cũng tập như vậy. Trước khi nằm ngủ cũng tập như vậy. Và khi mà có chuyện nói chuyện với nhau, chúng ta phải tập nhận diện những cái cảm giác trong con người của mình. Nếu có những bức xúc khó chịu khởi lên, tập nhận diện. Tập nhận diện phải quán từ từ. Vì sau này chúng ta sẽ tách mình ra được khỏi những dòng cảm thọ và làm chủ được nó. Còn mình không thì mãi mãi chúng ta sẽ chỉ là những nô lệ cho thọ tưởng hành thức mà thôi. Dạ. Những một người họ làm việc chấm nhẹ, họ có bị trở thành cứng nhắc không? Đối với một người tu trong sự quán chiếu tự thân của mình, họ sống có khô khan không? Như thế nào? Vì sao không khô khan? Vì họ hiểu được, họ hiểu được họ, nhưng họ cứ đúng là như vậy. Tôi nói về một người trong cái sự tu tập về tâm, có cái sự nhiếp phục họ tưởng hành của mình, họ sống an tịnh lắng dịu, họ hiểu biết tự thân và họ hiểu biết người ngoài như vậy, họ sống không hề khô khan. Và đúng giống như là chị vừa nói như vậy đó. Họ có một cái sự an tịnh, bản thân họ an tịnh và họ vì họ hiểu biết người bên cạnh, cho nên những người bên cạnh giống như là được sống trong một cái tình thương. Họ không có sự lo sợ, cái người bên cạnh không có sự lo sợ, có sự an lạc ở gần bên cạnh người kia. Vì người kia không có sự sân hận, cho nên người này không có cái sự co rút, không có cái sự căng học, không có cái sự đối kháng. Cho nên sự an tịnh của người này cũng mang đến cả sự an tịnh cho cái người khác. Thật ra một cái người mà đã tu tập được cái tâm của mình, mà hiểu được mình rồi, thì khi chúng ta nhìn ra người khác, chúng ta thấy người này sai lầm về cái này cái kia, người này làm cho bao nhiêu người khác, người này ăn như vậy, nói như vậy, người khác không ưa. Mình nhìn như vậy rồi, thấy như vậy rồi, chỉ có một tâm là thương xót. Rất là thương xót. Thương xót đó là cái người ngu si đó làm hại bản thân của chính họ, và còn cả làm hại cho người khác nữa. Tâm hại người khác làm cho người ta sân hận. Ta sân hận, người ta chửi, người ta đánh lại, rồi người đó tạo nghiệp luôn vì
si mê của người này. Thành ra với một cái trí tuệ thanh tịnh, hiểu biết tự thân và hiểu người, không thể nào là một người sống khô khan, không thể nào như vậy. Và sự an tịnh đó, thứ nhất là đầu tiên người này có được sự an tịnh trong nội tâm của mình, và thứ hai là cái tâm an tịnh mát mẻ này còn có thể làm mát mẻ cả những cái người ở xung quanh bên cạnh họ, và ngay cả những vị phi nhân cũng vậy. Phi nhân mà được ở trong cái trạng thái được những người mà có tu tập hiểu biết tường tâm mà trải tâm đến cho họ, thì ngay cả phi nhân người ta cũng rất là quan hỷ. Thì chúng ta rõ cái này ha. Và nhớ một điều, con rút lại một điểm để chúng ta hiểu cái gọi là tâm. Khi nào mà tâm mình còn dao động, còn khởi lên sự dính mắc trong thọ tưởng hành, khi đó chúng ta còn ở trong cái gì? Sanh tử. Và khi nào tâm của mình thanh tịnh hoàn toàn, không khởi lên sự dính mắc trong thọ tưởng hành thức, thì khi đó tâm mình là thoát ly sanh tử. Một vấn đề đơn giản như vậy thôi. Bất cứ một ý nghĩ nào đó khởi lên chấp trước về trạng thái buông xả đó, chính là chấp trước và chấp thủ là còn sanh tử. Và sự tu tập trí về năm quẩn là đưa đến cái gì? Để làm chi? Phát hiện ra mọi sự dính mắc vi tế đối với năm quẩn. Học về năm quẩn để cho mình có trí về tự thân. Nhờ trí về tự thân mà chúng ta sẽ phát hiện ra mọi sự hoạt động hay là ngầm ý, thầm ý, chấp trước vi tế. Nếu chúng ta không có trí về năm quẩn thì những cái ngầm ý, tại vì nó là ngầm ý mà, nó là một cái ngầm ý, một cái thầm ý thôi, chúng ta sẽ không phát hiện được. Và khi không phát hiện được thì dù có thanh tịnh đó nhưng sau này vẫn tiếp tục sanh tử. Con hiểu cái điều mà nó vừa nói, nhưng mà cái gì nó cho mình thấy được là mình không bị tưởng là mình thấy được nó chưa? Chính sự tu tập của tâm, sau khi tâm thanh tịnh rồi thì cô sẽ tự rõ biết là trong tâm cô có tưởng hay không tưởng, có thầm ý hay không thầm ý. Và đó chính là trí về sự tu tập về năm quẩn sẽ đưa đến điều đó. Cô rõ vấn đề ha. Thì làm thế nào để bỏ những cái thầm ý đó? Đối với cái người tu tập về năm quẩn á, thì sau một thời gian sẽ thấy những cái thầm ý đó. Thì khi nó khởi mình biết, và khi nó không khởi mình biết, khi nó tịch diệt thì mình sẽ biết thôi. Trên bước đầu tiên hết là sao? Nhận diện năm quẩn. Xin cô nhắc lại, đúng pháp là thế nào? Pháp gì? Đúng pháp tất nhiên là đúng với lại cái sự thật của vấn đề đó. Thật ra một người thành tựu trí về năm quẩn biết điều này, nói với đúng cái sự thật của đề người ta nói hay không, hay đề người ta này nói chỉ là sự giảng hay tưởng tượng của người này thôi, sự học hiểu trên bề mặt, trên tưởng tượng mà thôi. Thành ra cái đầu tiên hết đó, người học là trí về gì? Bốn thánh đế là căn bản trí đưa đến sự hiểu biết tất cả pháp. Tất cả pháp nha, chứ không phải một pháp. Chúng ta nhớ rõ chỗ này chưa? Bốn thánh đế là căn bản trí đưa đến sự hiểu biết tất cả pháp chứ không phải một pháp. Lời cuối trong cái buổi ngày hôm nay cũng là mấy tháng sau mình mới gặp lại, cháu mời tất cả mọi người hãy cố gắng thực hành sự nhận diện năm quẩn.